Ngày 28 tháng 8, ông Tôn Thiệu San, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt ký quyết định 3631, quyết định về việc gia hạn cưỡng chế thu hồi đất đến ngày 30 tháng 9. Trong quyết định trên, gia hạn thời gian cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Trần Văn Hạ, ngụ tại số 1 Đống Đa, phường 3, thành phố Đà Lạt đến ngày 30 tháng 9 năm 2019. Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Công an thành phố, trưởng phòng Quản lý đô thị, ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, giám đốc Trung tâm Quỹ đất Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 3, thủ trưởng các đơn vị liên quan, hộ ông Trần Văn Hạ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thế nhưng theo phản ánh của ông Trần Văn Hạ, trong những ngày gần đây vẫn có một số cán bộ lực lượng công an của thành phố Đà Lạt đến gia đình ông, bắt gia đình ông di chuyển khỏi nhà đất số 1 Đống Đa, phường 3 thành phố Đà Lạt, trong khi gia đình ông đã có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hành chính phúc thẩm số 230/2019/HCPT ngày 8 tháng 5 năm 2019 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh và bản án hành chính sơ thẩm số 02/2018/HCST ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng gửi chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Được biết lý do mà một số cán bộ lực lượng công an của thành phố Đà Lạt đưa ra với ông Hạ là do họ thực hiện theo quyết định 3630 ngày 28 tháng 8 về việc tập trung lực lượng tổ chức cưỡng chế hành chính thu hồi đất đối với hộ ông Trần Văn Hạ. Nêu quan điểm về vấn đề này, Thạc sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, việc ban hành quyết định hành chính và liên tục thay đổi như vậy thể hiện năng lực và trách nhiệm của cán bộ trong việc quản lý hành chính đất đai. Bởi vậy, có lẽ cơ quan có thẩm quyền nên xem xét lại tất cả những vấn đề này để đánh giá đúng đắn trong các quyết định của cơ quan. Hiện nay, theo tôi được biết, thì gia đình ông Trần Văn Hạ đang có đơn khiếu nại theo thủ tục giám đốc thẩm đối với hai bản án hành chính mà Tòa án thành phố Đà Lạt và Tòa án tỉnh Lâm Đồng đã giải quyết. Việc sử dụng ngôi nhà này của gia đình ông Hạ đã diễn ra nhiều thập kỷ, công sức đóng góp của ông trong việc duy tu bảo quản ngôi nhà và thửa đất này là rất rõ ràng. Việc thanh lý hóa giá ngôi nhà và công nhận quyền sử dụng đất để gia đình ông Trần Văn Hạ tiếp tục quản lý sử dụng ngôi nhà này là phù hợp với chính sách và pháp luật của nhà nước, đảm bảo ổn định đời sống của người dân. Bởi vậy, có lẽ chính quyền địa phương nơi đây cần xem xét thấu đáo nguyện vọng và đảm bảo quyền lợi của gia đình ông Hạ theo quy định của pháp luật.